Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Vườn Rau Texas, Vườn Rau Sau Nhà. Thì ngày hôm nay, Steven sẽ chia sẻ nhanh cùng với các bạn về một cái mẹo sẽ giúp các bạn tiết kiệm được cái tiền mua các cái cây giống đó các bạn, ở các cái nursery, các cái nhà vườn, hoặc là ở các cái chỗ như là Lowe's hoặc là Home Depot. Thì cái cách mà Steven làm ngày hôm nay đó là khi mà đi chọn lựa đó, các cái chậu cây giống như vậy đó, thì Steven sẽ lựa những cái chậu nào mà nó có nhiều cây ở bên trong đó các bạn, nhiều hơn một cây đó. Ví dụ như là cái cây cà chua này nó có tới tận 5 cái cây con đó các bạn. Vì khi mà các cái công ty mà họ gieo trồng, họ chuẩn bị các cái chậu cây này để bán đó các bạn, họ thường là có cái gọi là overseeding, họ gieo nhiều hạt vô trong một cái chậu đó, nên là khi nó mọc lên nó cũng thường có nhiều cây. Ví dụ như là cái cây cà tím này là có 2 cây, còn cây dưa chuột này là có tới 3 cây. Như vậy là một chậu này là 3 cây, chậu này 2 cây và chậu cà chua này đặc biệt có tới tận 5 cây con lận. Thì cái cách Steven sẽ làm đó là Steven sẽ tách ra từ một cái chậu mua ở cái nursery như vậy, Steven sẽ tách ra được thành 3 cây cho cái cây dưa chuột này, 2 cây cà tím và đặc biệt là cây cà chua này Steven sẽ có thể tách được thành 5 cây. Chuẩn bị các cái chậu như vậy, chuẩn bị đất để có thể gieo các cái cây vô. Như vậy thì mình cũng khá là tiết kiệm đó các bạn. Ví dụ như là một cái chậu này Steven mua là giá 1 đồng 99. Nếu mà chúng ta tách thành công ra được 5 cây thì trung bình nó khoảng tầm 40 cent một cây đó các bạn. Thì cũng rất là good. Còn ở đây thì tách được 2 cây thì sẽ trung bình 1 đồng một cây. Cây dưa chuột này tách được thành 3 cây con thì sẽ là 70 cent một cây. Đó. Khi mà chúng ta tiến hành tách cây con đó các bạn, nếu như mà cái đất nó vẫn còn ướt đó thì chúng ta sẽ tách khá là dễ, nó không bị dính vô nhiều, giống như là các cái chậu này đất nó vẫn còn ướt. Còn cái chậu cây cà chua này đó các bạn thì đất nó rất là khô, thì Steven có chuẩn bị sẵn một cái khay nước rồi, chúng ta có thể nhúng trực tiếp đó các bạn, có thể nhúng trực tiếp nó như vậy vô đó để cho nó ướt. Nó càng ướt thì khi mà tách dễ thì nó sẽ càng không bị dính vào nhau đó, và chúng ta có thể tách được đó. Thì ở đây Steven đã chuẩn bị sẵn 5 cái khay đó các bạn, dùng cái đất mà Steven tự trộn và cho đất vô rồi thì Steven sẽ đục một cái lỗ như vậy đó các bạn. Đó, mỗi khay thì sẽ đục cái lỗ như vậy để mình cho được cái nhét được cái cây vô. Còn đây là cái cà chua mà Steven vừa mới làm ướt cái rễ đó các bạn. Thì bây giờ mình tách được, Steven đang làm một tay để quay. Một tay các bạn cũng có thể làm được các bạn. Đó, các bạn đổ nó ra. Và sau đó là các bạn nhìn thấy là ở đây là các cái rễ nó quấn chằng chịt lại với nhau. Và mình làm thế nào để tránh bị ảnh hưởng đến cái việc cái rễ nó bị đứt ấy. Thì mình làm ướt nó thì nó cũng sẽ dễ tách hơn. Thậm chí nếu như các bạn thích thì cái can nước mà Steven vừa dùng chúng ta cũng có thể nhúng trực tiếp xuống đây luôn. Đó, và chúng ta lắc như vậy thì các bạn sẽ thấy là cái đất nó sẽ ra, nó sẽ tan dần dần ra và các cái rễ mình sẽ nhìn thấy nó dính với nhau như thế nào mà mình có thể gỡ ra được. Đó, như các bạn thấy ở đây mình có thể gỡ ra được. Đó, Steven đã tách ra thành 5 cái cây con đó các bạn, chuẩn bị đưa vô các cái chậu này. Thì cũng tương tự như vậy, bây giờ Steven sẽ tách một cái chậu mà có 3 cái cây dưa chuột con đó các bạn, để gieo vô 3 cái chậu để mình thành được 3 cái cây mới từ một cái chậu mua ở nursery. Đó, thì khi mình tách các bạn cố gắng đừng để cái rễ nó bị đứt đó các bạn. Một cái bộ rễ của một cái cây dưa chuột ít nhất là nó cũng được khoảng tầm độ 2 inch như vậy là được các bạn ạ. Các bạn thấy là Steven đã tách cả 3 cái rễ, nó vẫn còn gần như còn nguyên đó các bạn. Thì khi mình trồng vô chậu cái cây nó sẽ khỏe hơn. Đó, thì sau khi đã tách ra và gieo vô được vô cái khay rồi thì Steven sẽ chuẩn bị các cái nhãn đó các bạn, các cái label đó để mình cắm vô cho từng cái cây một. Và mình đặt cái chậu này ở trên cái khay nước. Cái này Steven có bỏ một ít phân đó các bạn, hòa tan đó, để cho nó có cái chất dinh dưỡng. Vì hiện tại cái cây nó vừa tách ra nó đang bị yếu. Đó, thì Steven cho cái loại nó gọi là plant food, cái phân mà nó hòa tan đó các bạn, vô cái khay này. Sau đó mình hòa tan vô nước. Thì cái phân này cây nó sẽ hấp thụ rất là nhanh, đặc biệt là các cái cây con đó các bạn, nó đang cần dinh dưỡng thì cái này nó như kiểu là ngay lập tức đó, giảm chất lỏng.
sau đó là Steven sẽ cho vô cái khay này. Nước nó sẽ thấm từ 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 dưới của cái gốc, cái rễ của cây, chứ mình không có tưới trực tiếp vô. Đó thì từ cái cây cà chua ban đầu đó các bạn, mà mua ở ngoài nursery, Steven đã tách thành công thành 5 cái cây nhỏ. Như vậy là mình mua một mà được 5 đó các bạn. Thì đấy là cách mà Steven muốn chia sẻ cùng với các bạn, để mình tiết kiệm cái chi phí mình mua cây vào đầu mỗi mùa xuân đó các bạn.